cá nè ta. Ủa. Ủa nha cả nhà. Rồi, xin chào buổi tối cả nhà nha. Giờ này cả nhà là 3 giờ khuya nha. Hai anh em sang ở này thì nước đứng nước rồi. Bủa lứ neo nha cả nhà, bủa hai luồng luôn. Đợi có khoảng lát nữa cuốn lứ rồi. Bủa hồi nãy giờ. Nãy giờ có khoảng 2 tiếng gì cả nhà. Nãy giờ thì hai anh em sang đậu ở ngoài kia ngoài. Giờ thì mới vô đây nè. Bủa đây một luồng với bị trên kia một luồng. Bủa hai luồng nha cả nhà. Hai luồng là 1000 mét. Một luồng lưới thả với một luồng lưới cầm nha cả nhà. Một luồng lưới mới với một luồng lưới cũ không ổn, hai anh em sang thả đầu mùa. Bủa ra tới ngoài kia mới luôn. Một luồng bủa ra cái là tới ra hơn nửa sông quá cả nhà. Với luồng trên kia nữa, hai luồng luôn. Đợi có khoảng nửa tiếng nữa hai anh em sang cuốn rồi. Cuốn xong cái này là tới sáng luôn nha cả nhà. Giờ này thì đợi có khoảng 4-5 giờ cuốn xong là sáng 5-6 giờ luôn mới xong lưới. Này thì hai anh em sang bủa cặp mé luôn nha cả nhà. Rồi. Tới nào cuốn lưới rồi sang quay tiếp cho cả nhà xem nha. Anh em sang cuốn lưới nha cả nhà. Chứ ba nha, cốc cốc nha em. Máy nha. Bắt xa, bắt xa.
to cái sủ nha cả nhà. Nước kìa. Sủ đực. Sủ đực. Mới dính hơn rồi. Sủ đực lên tiêu đã. Quá phơi. Cái máy nha cái nhà. Cái máy. Cái máy đó đập cái này ký máy nha cái nhà.
quá đã luôn. Này, đèn cháy. Giờ thì hai anh em săn cuốn lưới mới về xong nha. Giờ này là 5 giờ sáng. Trời cũng muốn hừng đông luôn nè cả nhà. Chút xíu nữa là sáng rực luôn nè. Chút xíu nữa là bình minh lên. Rồi. Đêm nay cả nhà. Anh em săn bổ được 6 con nha. Một con cá cóc, con cá ba sa, 4 cá sủ nha cả nhà. Nè cả nhà, cá cóc 1 ký mấy gì? Cóc này 1 ký 3, 1 ký 4 gì nha. Còn cá sủ thì cá sủ đực không à. Con này thì con này 2 ký mấy nè cả nhà. Con này 1 ký mấy à. Còn cá này cá cái tới 2 ký 7, 2 ký 8 nha cả nhà. Gần 3 ký luôn nha. Con này 2 ký lô. 3 con cá đực, 1 con cá cái. Đó cả nhà, thấy hào quá đã luôn. Thank you.
Gà chưa, gà chưa, phình bụng. Cá sủ đực này nè cả nhà. Nó dính lưới rồi là nó mình phăng lên xuồng á, là nó chết queo nha, dở lắm. Chứ không phải như cá khác phăng lên xuồng đồ sống. Chỉ có cá sủ cái là phăng lên xuồng là nó sống thôi. Còn mấy cá đực là nó chết queo chứ. Bốn cá sủ, bốn con này chắc có khoảng 8 ký nha cả nhà. Nhưng còn cá công ký lô, còn cá ba sa thì ký mấy nha. Đó. Cá nè cả nhà, giờ này thì chưa có bán nha. Có khoảng sáng sáng 7 8 giờ đâu. Điện lái cho ta lợi căng. Quá đã luôn cả nhà. Mang dài đó mới dính lên. Rồi, cá này thì giờ thì sang chưa có bán, tới 7 8 giờ sáng bán rồi tới lúc đó thì sang không quay vô cái nhà xem được nha. Mong cả nhà thông cảm cho sang nha. Thành quả hôm nay nhiều là mừng lắm nha cả nhà. Rồi bây giờ sáng xin kết thúc bây giờ ở đây, hẹn cả nhà lên những cái video tiếp theo nha.